Xin chào mọi người ạ. Hôm nay mình làm thêm một clip hướng dẫn mọi người xem thông tin cá nhân và có thể cập nhật lại thông tin cá nhân trên ứng dụng PC COVID ha. Thì để mà cập nhật thông tin hoặc là xem thông tin thì chúng ta kích vô chữ quản lý QR đây. Sau đó chúng ta chọn chức năng là sửa mã QR ha. Thì khi đó nó sẽ hiện ra toàn bộ cái thông tin của mình ha. Thông tin cá nhân của mình. Thì mình sẽ kiểm tra lại coi thông tin đúng hết hay chưa. Thường là dữ liệu này được kết nối từ bên các cái hệ thống trước đó nó kết nối qua ha. Thì mình xem lại coi cái thông tin mình đúng hay chưa. Nếu mà đúng hết rồi thì mình thấy không cần cập nhật. Nếu mà bị sai sót gì đó thì mình có thể là cập nhật lại thông tin ở đây ha. Đó, sau đó mình nhấn sau khi cập nhật xong mình nhấn lưu ha. Đó, thì mình hướng dẫn mọi người như vậy. Thì sau khi cập nhật xong thì cái mã QR nó sẽ cập nhật lại nếu mà thông tin có thay đổi ha. Đó, và mình cũng có thể là nhấn tải lại mã QR thì để cập nhật lại ha. Đó. Thì mình nhấn OK ha, tôi đồng ý tiếp tục này. Đó. Thì khi đó là mình sẽ accept này. Đó. Khi đó mình sẽ tải lại được cái mã QR mới với thông tin mình vừa cập nhật xong ha. Và mọi người có thể cập nhật một cách kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng PC COVID như vậy ha. Xin chào mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái clip khác.